Quý vị và các bạn, bảng xếp hạng thường niên các trường đại học trên thế giới của Tổ chức Quốc tế Giáo dục QS Anh Quốc là một trong những hệ thống xếp hạng đại học có uy tín và ảnh hưởng hàng đầu trên thế giới. Đại học Quốc gia Hà Nội đã vinh dự lọt vào top 200 trường đại học xuất sắc châu Á. Và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn trước khi bước vào cuộc trò chuyện với các vị khách mời. Xếp hạng đại học đang là xu thế toàn cầu. Việc tham gia xếp hạng giúp thành tựu của các trường đại học được đánh giá và phản ánh phù hợp theo các tiêu chí chung, có tính hội nhập cao. Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng cao nhất của Việt Nam và đã vinh dự lọt vào top 200 trường đại học xuất sắc châu Á. Để có được thứ hạng này, tất cả các đơn vị trong Đại học Quốc gia Hà Nội đã phải nỗ lực hết sức trong quá trình nghiên cứu và giảng dạy. Mới đây, Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội đã mời giáo sư John Moloney, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Deakin Australia đến diễn thuyết tại hội thảo xếp hạng đại học thế giới, kinh nghiệm và triển vọng. Giáo sư Moloney đã từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch phụ trách chiến lược và hiện là thành viên Hội đồng Cố vấn của Tổ chức xếp hạng đại học QS. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn cho các nhà quản lý, các nhà nghiên cứu, cán bộ và giảng viên trong và ngoài khoa quốc tế thảo luận và trao đổi các vấn đề về xếp hạng đại học, chia sẻ kinh nghiệm từ trường đại học Deakin và Đại học Quốc gia Hà Nội. Vừa rồi thì khoa quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những đơn vị đầu tiên, là đơn vị đầu tiên trong Đại học Quốc gia Hà Nội được Đại học Quốc gia Hà Nội giao là thực hiện cái chương trình thu hút học giả. Trong đó thì khoa là thu hút các học giả là các giáo sư người Việt Nam ở nước ngoài cũng như là các giáo sư nước ngoài rất uy tín và đặc biệt là có các kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học, mời về khoa để tham gia giảng dạy, nghiên cứu và hợp tác với khoa để chuyển giao công nghệ. Thế dự kiến là năm 2016-2017 này thì khoa sẽ mời được 12 học giả là các giáo sư nước ngoài về tham gia giảng dạy các chương trình của khoa. Trên thế giới hiện có nhiều bảng xếp hạng các trường đại học khác nhau. Tại Việt Nam, các trường đại học tùy theo sứ mệnh, giá trị cốt lõi của mình mà lựa chọn tiêu chí trong các bảng xếp hạng để phấn đấu, nâng cao được thứ hạng của trường mình. Thưa quý vị và các bạn, trên thế giới thì có nhiều bảng xếp hạng các trường đại học khác nhau và tại Việt Nam thì các trường đại học tùy theo sứ mệnh và giá trị cốt lõi của mình mà lựa chọn tiêu chí các bảng xếp hạng để phấn đấu, nâng cao thứ hạng của mình. Và đến với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi đã mời hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Anh Hào, Phó Chủ nhiệm Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin được giới thiệu vị khách mời thứ hai, bạn Khuất Thái Tài là cựu sinh viên chương trình cử nhân kinh doanh quốc tế, khoa quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và có lẽ chúng ta phải chúc mừng đúng không ạ? Chúc mừng Đại học Quốc gia Hà Nội đã lọt vào top 200 các trường đại học xuất sắc ở châu Á. Và thưa ông Trần Anh Hào ạ, để có thứ hạng cao như vậy thì chắc hẳn là tập thể khoa quốc tế nói riêng và các đơn vị thành viên và trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội đã phải nỗ lực hết mình đúng không ạ? Thưa ông. Để đạt được một cái thứ hạng cao như thế thì các đơn vị thành viên cũng như vị trực thuộc của Đại học Quốc gia Hà Nội thì cũng có một quá trình phấn đấu và nỗ lực rất là nhiều. Thứ nhất là các phải xây dựng cái đội ngũ giảng viên về cả số lượng cũng như là chất lượng và có đặc biệt là thu hút các cái nhà khoa học đầu đàn và đầu ngành. Và thứ hai đấy là phải thu hút được cái đội ngũ giảng viên nhà khoa học nước ngoài sang giảng dạy và làm việc tại đơn vị mình và không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo để nhằm đào tạo các cái, gọi là nguồn nhân lực chất lượng cao và đáp ứng các cái nhu cầu của xã hội và qua đó thì tăng cái khả năng việc làm của sinh viên và một điều rất quan trọng nữa đấy là nâng cao cái chất lượng các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như là chuyển giao tri thức, tăng cái công bố quốc tế này, rồi chỉ số các bài báo khoa học của Đại học Quốc gia nó được trích dẫn là nhiều. Cái điều then chốt nhất của khoa quốc tế góp phần cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội nâng cao vị thế của mình đó là gì ạ? Cái vấn đề then chốt của khoa quốc tế đấy mà có thể giúp đại học nâng cao vị thế đấy là cái mức độ quốc tế hóa của các chương trình đào tạo.
Và cũng một điều nữa, tức là đội ngũ giảng viên, tức là sinh viên khoa học tế, tức là khi mà tốt nghiệp thì thực sự là các em được đào tạo chương trình bằng tiếng Anh, nên là khi tốt nghiệp ấy, thì các em ngoài cái gọi là có kiến thức chuyên môn thì các em còn được trang bị, tức là kiến thức ngoại ngữ rất là tốt, nên là hầu hết các em ra trường là thường là có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Dạ thưa tiến sĩ, ông đánh giá như thế nào về sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo khoa quốc tế nói chung và các chương trình do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng nói riêng ạ? Và khoa đã đào tạo được mấy khóa sinh viên tốt nghiệp các chương trình do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng ạ? Khoa quốc tế hiện nay thì có 12 chương trình đào tạo, và trong đấy thì có 7 chương trình đào tạo đại học và 5 chương trình đào tạo sau đại học. Đấy thì hiện nay thì các cái chương trình đào tạo của khoa quốc tế thì có hai loại hình. Thứ nhất là các chương trình đào tạo do Đại học Quốc gia Hà Nội cấp bằng. Các cái chương trình này ấy, thì được xây dựng trên cơ sở các chương trình đào tạo của nước ngoài, trên cơ sở rồi cũng là đào tạo giảng dạy bằng tiếng Anh, rồi cũng có đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy 20-25%. Các cái sinh viên mà học các cái chương trình đào tạo này thì cũng có những cái cơ hội được chuyển tiếp sang học các cái trường đại học uy tín ở nước ngoài như Mỹ, Anh, Úc mà là đối tác của khoa quốc tế. Sinh viên mà tốt nghiệp của các chương trình đào tạo của khoa quốc tế như tôi đã nói trên ấy, thì thường là các em cũng được đào tạo rất là bài bản theo chuẩn quốc tế, và khi tốt nghiệp thì ngoài cái kiến thức chuyên môn các em còn sử dụng ngoại ngữ thành thạo, nên là phần lớn các em ra trường là dễ dàng tìm việc trong các cái đơn vị tổ chức của trong nước cũng như là ngoài nước, và cũng có cái cơ hội là được theo học đến bậc cao hơn ở các trường đại học uy tín. Trần Bảo Ly, tốt nghiệp chương trình quản lý liên kết giữa Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Quaker Hoa Kỳ năm 2013. Hiện cô gái này đang làm chủ một thương hiệu thời trang có tiếng ở Hà Nội. Với những kiến thức đã được học ở trường, Trần Bảo Ly chủ động tự mình đảm nhận từng công việc, từ chọn vải, thiết kế mẫu, quản lý khâu bán hàng, marketing, làm thương hiệu và cả làm người mẫu cho sản phẩm của chính mình. Chuyên ngành em học thì cũng là học tất cả bằng tiếng Anh. Thế nên là đấy là khi mà vận dụng tiếng Anh đối với em thì nó cũng rất là dễ dàng. Ví dụ như là em có thể xem và hiểu được những cái website ở nước ngoài bằng tiếng Anh, và cũng có thể hiểu, cũng có thể biết được những cái mode gì nó đang thịnh hành bây giờ. Và thêm một cái nữa là em hồi trước em đi học thì có thực hành công việc nhóm rất là nhiều, thế nên là em cũng áp dụng những việc đấy vào cho nhân viên của mình để có thể làm được việc một cách tốt nhất, đạt được hiệu quả cao nhất. Cứ đều đặn thứ 6 hàng tuần, Bảo Ly lại cho ra mắt bộ sưu tập mới khoảng 15-20 mẫu mỗi loại, và đến chủ nhật các sản phẩm đó đã được bán hết. Thành công này có được do Trần Bảo Ly đã biết áp dụng những kiến thức được học tại Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội, trong đó chú trọng đến việc xây dựng hình ảnh, xây dựng thương hiệu. Nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam do có phần may mắn trong quá trình xây dựng thương hiệu, hoặc do ý thức về tầm quan trọng của thương hiệu chưa đúng mức, đã xem nhẹ việc quản trị khối tài sản vô hình này, dẫn đến thương hiệu bị giảm sút giá trị một cách nhanh chóng. Nhưng với những gì Trần Bảo Ly được học, thì các tập đoàn lớn trên thế giới thành công là nhờ xác định thương hiệu là một tài sản vô hình, đóng góp một phần gia tăng đáng kể trong tổng giá trị của doanh nghiệp, là một lợi thế cạnh tranh mang tính sống còn của doanh nghiệp. Do vậy, việc quản trị thương hiệu được xác định là một trong những việc hệ trọng thuộc phạm vi trách nhiệm của người quản lý. Chính vì vậy, chỉ mới tạo dựng thương hiệu thời trang 2 năm, Trần Bảo Ly đã gặt hái được rất nhiều thành công. Trong thời gian tới, thương hiệu của cô sẽ có mặt tại một số tỉnh thành trong cả nước. Trần Bảo Ly chỉ là một trong số rất nhiều cựu sinh viên của Khoa Quốc tế Đại học Quốc gia Hà Nội thành công bởi họ được học, được tiếp cận với những kiến thức mang tính thực tiễn cao, được rèn các kỹ năng mềm cần thiết như kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng quản lý thời gian cùng các kỹ năng làm việc cần thiết khác. Những kiến thức,
kỹ năng có được khiến các bạn không bị bỡ ngỡ khi bắt tay vào công việc hay tạo dựng một sự nghiệp cho riêng mình. Khi bắt đầu với công việc, bạn có cảm thấy là có bỡ ngỡ gì không? Và bạn có bắt được luôn vào nhịp vào công việc giống như những nhân viên đang làm đó không? Bỡ ngỡ thì có lẽ là bỡ ngỡ rất nhiều. Bỡ ngỡ trong tư duy và cách tiếp cận công việc. Đối với tôi thì tốt nghiệp là sinh viên nhưng lại không thuộc chuyên ngành kế toán kiểm toán, cũng như không thuộc các trường đại học mà công ty hay tuyển, như ví dụ như là Đại học Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng và Học viện Tài chính. Nhưng bù lại thì tốt nghiệp khoa quốc tế cho tôi sự linh hoạt cũng như cái cách tư duy linh hoạt và thích nghi với môi trường cao. Từ đó thì có thể là tiếp thu những kiến thức mới nhanh hơn các bạn cùng lứa. Và cũng như là việc ban đầu gặp nhiều khó khăn, nhưng về nửa sau của quá trình thực tập thì tôi cũng đã bắt kịp với các bạn. Và từ đó thì thể hiện được đánh giá từ các sếp là tốt, và được từ đó sau cuộc thực tập 3 tháng được nhận lại công ty và bây giờ trở thành nhân viên chính thức. Bây giờ bạn rất là tự tin đúng không? Dạ. Tự tin là một phần của nghề nghiệp. Khi nói đến nghề kiểm toán thì thường người ta nói đến công việc là đi lại nhiều và tiếp xúc nhiều. Từ đó thì công việc tiếp xúc với cả doanh nghiệp và khách hàng. Nên tự tin và chuyên môn vững là những yếu tố cần thiết cho một kiểm toán viên có thể thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Dạ thưa tiến sĩ Trần Anh Hào ạ, chúng ta biết rằng là hiện nay các trường đại học tại Việt Nam rất chú trọng đến việc đào tạo gắn với doanh nghiệp và liên kết với doanh nghiệp để khi mà sau khi đó sinh viên tốt nghiệp có thể lựa chọn công việc, có thể kết nối công việc một cách dễ dàng. Vậy khoa quốc tế đã triển khai hoạt động này như thế nào? Khoa đã hỗ trợ giới thiệu việc làm như thế nào cho sinh viên sau khi tốt nghiệp ạ? Thực ra thì khoa quốc tế cũng luôn luôn chú trọng về cái vấn đề này trong các cái chương trình đào tạo của mình. Thì thứ nhất thì khoa, trong các cái chương trình đào tạo thì của khoa ấy, thì đối với một số môn học thì ngoài các cái giảng viên gọi là ở các trường đại học ấy, giảng dạy, thì khoa mời một giảng viên đến từ doanh nghiệp để giảng dạy cho một số phần trong cái môn học đấy cho sinh viên. Thứ hai thì là trong các cái quá trình đào tạo thì khoa vẫn có những cái chương trình gọi là giao lưu sinh viên với các doanh nghiệp, với các doanh nhân, rồi chẳng hạn như có các cái khóa kiến tập để cho sinh viên đến tham quan ở các cái doanh nghiệp, các cái cơ sở sản xuất để các em nắm được những cái cọ sát được, biết được những cái thực tiễn trong cái hoạt động kinh doanh cũng như là sản xuất. Bên cạnh đấy thì đối với các chương trình đào tạo của khoa thì cũng gắn với các cái doanh nghiệp để sinh viên để là đi thực tập. Ví dụ như chúng tôi có các doanh nghiệp như là công ty kiểm toán và định giá, tổng công ty kiểm toán và định giá Thăng Long đấy, rồi có công ty Tân An, rồi các công ty kiểm toán Chuẩn Việt vân vân. Thì đấy là những cái công ty này thì ngoài việc là hỗ trợ các giảng viên vào giảng dạy cho trong khoa thì sinh viên cũng có thể tham gia thực tập ở đây và được đào tạo. Sau đấy thì các em có thể quay lại được tuyển dụng ở các cái cơ của các cái công ty này. Và để có cái chương trình để hướng nghiệp cho sinh viên thì khoa quốc tế cũng thường xuyên tổ chức các cái tọa đàm, các cái hội thảo với sự tham gia của các nhà tuyển dụng, các cái chủ doanh nghiệp thì để giao lưu và chia sẻ với sinh viên những cái kinh nghiệm về nghề nghiệp cũng như là cái kinh nghiệm đến phỏng vấn việc làm, và cũng qua đấy thì cũng để sinh viên có thể giao lưu với các nhà tuyển dụng, cũng có thể tìm được những cái cơ hội việc làm. Vậy còn bạn Thái Tài, bạn có lời khuyên nào cho các bạn sinh viên khi mà muốn làm việc tại các công ty, doanh nghiệp của nước ngoài?
Trước hết thì tôi có một lời khuyên cho các bạn sinh viên sắp ra trường là nên loại bỏ tâm lý xin việc mà thay vào đó là tâm lý ứng tuyển. Ở đây là sự cung cầu giữa cầu và cung của nguồn nhân lực trong xã hội. Ở đây sinh viên chúng ta có nguồn lực và chúng ta cần phải làm nhà tuyển dụng cần cái nguồn lực đó của chúng ta. Ở đây khi mà làm cho doanh nghiệp nước ngoài thì tôi có đề xuất 3 yếu tố chính của một sinh viên mới ra trường cần có. Thứ nhất đó là ngoại ngữ, thứ hai đó là kiến thức và thứ ba là kỹ năng mềm. Đối với ngoại ngữ, nhiều người nói ngoại ngữ chỉ là công cụ. Nhưng ở đây tôi xin nói ngoại ngữ là công cụ cần thiết nhất và là chiếc cầu quan trọng nhất để kết nối giữa sinh viên với nhà tuyển dụng nước ngoài một cách bền vững và lâu dài nhất. Thứ hai, về kiến thức. Kiến thức là khi sinh viên có được trên giảng đường đại học và cũng như kiến thức xã hội của họ. Ở đây khi mà cân bằng, tôi muốn nhấn mạnh đến sự cân bằng giữa kiến thức và kỹ năng mềm. Khi một sinh viên mới vào đại học, sinh viên năm đầu, họ cần có sự định hướng rõ ràng. Khi họ muốn là ra trường họ làm gì, họ muốn cái gì và họ biến cái đấy thành hành động và động lực để họ có thể thực hiện được mục đích đó. Và khi họ đã đạt được như thế thì họ sẽ có 3 năm để chuẩn bị. Hơn là đến năm thứ 3 họ mới bắt đầu đi sâu vào chuyên ngành và như vậy thì đã là quá muộn. Sau đó thì họ vẫn giữ nếp học từ những năm cấp 3 và khi ra trường họ nộp đơn xin tuyển theo kiểu giải truyền đơn và như vậy thì sẽ không hiệu quả. Đồng thời khi học đại học, chúng ta về quan điểm của bản thân, tôi nên đề xuất là các bạn nên dừng duy trì ở mức trên 3,2/4 hoặc trên 8/10 đối với thang điểm Việt Nam để duy trì một khoảng thời gian cân bằng giữa việc học và việc tham gia các hoạt động ngoại khóa khác. Ở đây khi xét hồ sơ thì nhà tuyển dụng không yêu cầu về điểm số quá cạnh quá nhiều. Và như vậy khi học đại học thì các bạn cũng nên dành thời gian còn lại để tham gia các hoạt động ngoại khóa, ví dụ như hoạt động tình nguyện, tham gia đội tuyển tiếng Anh, tham gia các hoạt động ngoại khóa về thiện nguyện xã hội. Tôi thấy rằng ngoài những hoạt động trên lớp, đó là bổ trợ phần kiến thức, thì sinh viên cũng nên tham gia nhiều hoạt động xã hội, hoạt động cộng đồng, cũng như là tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và đội tuyển tiếng Anh. Và những điều này khoa quốc tế cung cấp cho sinh viên một môi trường hoạt động rất tốt. Ở đây khi nói đến kỹ năng mềm không chỉ bổ trợ cho chúng ta sau này rất nhiều mà nó còn là những cái khoản mục sau này để chúng ta viết lên CV và viết lên đơn ứng tuyển. Từ đó nhà tuyển dụng nhận thấy đây là một con người năng động, họ phát triển cân đối giữa kỹ năng cứng và kỹ năng mềm và từ đó đấy là những cái mà nhà tuyển dụng yêu cầu ở một ứng viên năng động và tài năng. Đó chính là chất lượng đào tạo, chất độ lượng nghiên cứu và mức độ quốc tế hóa đã tạo nên nền tảng để mà các trường đại học muốn có được khẳng định được cái vị thế của mình để đứng vào cái top cao trong các trường đại học trên thế giới và châu Á, đúng không ạ? Thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng của chương trình Cửa sổ du học của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội cũng xin được tạm dừng. Một lần nữa cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay với những chia sẻ rất là hữu ích. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.